lưỡi dao đã vào trong rồi. Tiễn hắn lên đường đi. Hiện trường giải cứu. Lăng Phong, chiến thần lưỡi dao. Đại ca, có mai phục. Nấp mau. Dương Bảo, đại ca, chúng ta tạm thời rút lui đi. Không được, nhất định phải cứu được con tin, yểm trợ cho tôi. Huyền Thanh, xử lý tay bắn tỉa của bên địch đi. Đã rõ, Bạch Lý Huyền Thanh. Lưỡi dao à? Nộp mạng đi. Kẻ xâm phạm đất nước của tôi, đừng hòng sống. Tình hình thương vong thế nào? Giải cứu con tin trước đã. Tiểu Bảo, cậu không thể hy sinh được. Nếu cậu dám ngủ, thì tôi sẽ cướp bộ quân phục của cậu đó. Lão đại à, tôi sắp không xong rồi. Tôi muốn cầu xin anh, hãy đồng ý với tôi một chuyện. Cậu nói đi, bây giờ muốn tôi lên đường theo cậu cũng được nữa. Tôi có một cô nàng thanh mai trúc mã. Tôi đã hứa với cô ấy, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy. Nhưng bây giờ tôi sợ rằng phải thất hứa rồi. Tiểu Bảo à. Đứng lại. Cậu biết đây là đâu không? Đây là hội thập điện Diêm La. Không phải là nơi mà người tầm thường có thể đến đâu. Nhìn kìa, nhìn cái bộ dạng nghèo khổ của cậu kìa. Mau cút đi. Tôi đến đây để tham gia hội thập điện Diêm La. Tôi cũng có chỉ thị Diêm La nữa. Tin được không? Từ khi nào mà ăn mày cũng có thể tham gia hội thập điện Diêm La vậy? Cấp bậc của hội thập điện Diêm La này càng ngày càng thấp nhỉ. Dương Bảo, anh đúng là không biết xấu hổ mà. Đến tận đây theo đuổi tôi. Anh đúng là âm hồn bất tán. Theo đuổi cô sao? Đầu óc cô có vấn đề hả? Rõ ràng là tôi đến trước. Anh biết đây là đâu không? Đây là hội thập điện Diêm La. Những người đến đây đều là người giàu có. Anh nói xem, một thằng bảo vệ như anh tới đây để làm gì chứ? Anh có thể vào trong sao? Tôi đúng là xui xẻo, đi đến đâu cũng đụng phải cô hết. Tôi nói cho các người biết, tôi có chỉ thị Diêm La. Để tôi cho các người xem. Nhìn đi, nhìn cho rõ vào. Em đoán là anh ta ăn cắp, hoặc là nhặt được. Khoan đã. Anh trai canh gác à?
Hai anh có biết cậu ta là ai không? Cứ để cậu ta vào thế à? Anh muốn nói gì? Nếu có chuyện gì xảy ra, bên trên trách tội xuống, hai người gánh nổi không? Đúng rồi đó, hai anh trai canh gác à? Chỉ thị Diêm La của anh ta chắc chắn là giả. Nếu các anh để anh ta vào thì các anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Cô ấy và cậu ta lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Cậu ta chỉ là một thằng bảo vệ của công ty tôi thôi. Thân phận thấp kém như vậy thì cậu ta lấy đâu ra chỉ thị Diêm La chứ? Cậu ta dám cầm chỉ thị Diêm La giả đến đây để lừa chúng ta. Tôi thấy cậu chán sống rồi đó. Hai người bị dở hơi à? Anh ta nói gì? Hai người cũng tin sao? Không tin họ, lẽ nào tin tên ăn mày như cậu sao? Khôn hồn thì cút đi, nếu không chúng tôi sẽ ra tay thật đấy. Tránh ra để tôi vào. Dừng tay. Người này có chỉ thị Diêm La trong tay, đương nhiên là có quyền vào. Sao các người không cho anh ta vào? Bạch Lý tướng quân, chúng tôi sai rồi, mời vào. Từ từ đã. Bạch Lý tướng quân, cô là vị tướng uy phong nhất của Long Quốc chúng ta. Cô nói xem, sao cô lại nói thay cho một thằng hèn hạ thấp kém như vậy chứ? Đúng vậy, người có thể vào hội thập điện Diêm La, không giàu thì cũng có quyền thế. Thân phận như anh ta mà vào sẽ là sự sỉ nhục lớn nhất đối với chúng ta đó. Theo như tôi biết, cô với Dương Bảo lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Nếu như anh ta không có tư cách vào trong, vậy xin hỏi cô có tư cách gì để được vào vậy? Kim thiếu gia, anh xem cô ta kia. Bạch Lý tướng quân nói đúng mà, nếu không phải nhờ tôi thì cô có tư cách gì để vào chứ? Kim thiếu gia, rõ ràng là anh bảo em cầm miệng đi. Còn tiện nhân này, nếu loại cún canh cửa như cậu đã kiêu ngạo như vậy, thế thì hôm nay tôi sẽ khiến cậu không thể ngẩng đầu lên được nữa. Chào các vị, chúc các vị buổi tối tốt lành. Lâm Đại Vũ, thiếu gia của Lâm gia. Cậu chính là con cún suốt ngày bám lấy em gái tôi sao? Lâm thiếu gia, tôi nói anh nghe này, anh nên khuyên bảo cô em gái đơn thuần của anh đi. Một thằng bảo vệ mức lương một tháng 3.000 tệ, sao mà xứng với Tiểu Tuyết chứ? Tên họ Dương kia, tôi cảnh cáo cậu, sau này tránh xa em gái tôi ra. Em rể tương lai của tôi là Kim thiếu gia mới đúng. Lâm thiếu gia, tối nay cô ta thuộc về anh đấy. Thế thì ngại quá. Những kẻ đê tiện này tránh xa tôi chút đi, đừng ở đây làm bẩn mắt tôi. Buổi đấu giá là nơi thể hiện thực lực và tài lực. Nếu thật sự có bản lĩnh thì lát nữa hãy giơ bảng lên. Cái thằng nghèo rách này khẩu khí cũng lớn đấy. Lát nữa tôi sẽ cho cậu thấy thế nào gọi là thực lực của người giàu. Lâm thiếu gia, đỉnh của chóp. Hôm nay là một ngày tốt để hội thập điện Diêm La mở phiên đấu giá. Tổng cộng có 5 hộp bí ẩn. Quy tắc vẫn như trước đây. Mỗi một chiếc hộp bí ẩn đều có một giá thầu bí mật. Nếu giá đấu cuối cùng của các vị ở đây cao hơn giá bí mật thì đấu giá thành công. Nhưng nếu thấp hơn giá bí mật thì đấu giá thất bại. Ông chủ nào đấu giá thành công không được mở hộp bí ẩn ngay tại chỗ, sau khi về mới được mở. Nếu không thì sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Nhìn dáng vẻ của tên phán quan này, dường như không phải là người của Long Quốc. Bây giờ bắt đầu đấu giá hộp bí ẩn đầu tiên. Các ông chủ, xin hãy ra giá. 1 triệu, 5 triệu. Bà đã nói rồi, lấy hộp bí ẩn thứ 5. Những hộp phía trước cứ đưa ra giá đại là được rồi. 10 triệu. Thằng keo kiệt này không có tiền đồ gì cả. 50 triệu. Lâm gia quả nhiên là chi mạnh tay mà, mới đến hộp bí ẩn đầu tiên mà đã đưa ra giá cao như vậy. Dù sao cũng là người giàu nhất Giang Thành, chỉ cần họ muốn thì 5 hộp bí ẩn đều sẽ là của họ. Hộp bí ẩn đầu tiên đó cũng chỉ là để làm nóng bầu không khí thôi.
có lẽ giá bí mật sẽ không quá cao. 50 triệu lần 1, 50 triệu lần 2, 50 triệu lần 3. Được. Mở ra bí mật của hộp bí ẩn đầu tiên. 100 triệu. Hộp bí ẩn đầu tiên. Đấu giá không thành công. Không ngờ chiếc hộp bí ẩn số 1 lại có giá cao như vậy. Có vẻ thứ đồ hôm nay vô cùng quý giá. Thảo nào ba lại bảo mình phải lấy cho bằng được chiếc hộp bí ẩn số 5. Chiếc hộp bí ẩn đó chắc chắn có giá trị liên thành. Cứ tỏ vẻ bí ẩn, sớm muộn gì tôi cũng bắt gọn hội thập điện Diêm La các người. Cứ đợi đó. Tất cả bắt đầu ra giá đi. Hộp bí ẩn cuối cùng của hôm nay bắt đầu ra giá. 500 triệu. Cái gì? Vừa bắt đầu đã ra giá 500 triệu. Xem ra Lâm gia hôm nay quyết giành được hộp số 5 đây mà. Không đủ tiền sao mà chơi đây? Không theo nổi. Tôi thấy anh nên biết hài lòng đi. Dù sao anh cũng có được hộp số 2 rồi, cũng coi như có thu hoạch rồi mà. Hai chúng tôi ở đây mới gọi là lãng phí công sức này. Lâm thiếu gia hào phóng thật đấy. Con bỏ dụng Lâm thôi mà. Chỉ cần là thứ mà Lâm gia chúng tôi nhìn chúng thì chắc chắn phải lấy được. Lâm thiếu gia, nhà anh đã là gia tộc giàu nhất Giang Thành rồi. Anh nói xem, chỉ là một cái hộp bí ẩn, chẳng biết bên trong chứa cái gì. Có đáng chi số tiền lớn vậy không? Hay là anh nhường cho thằng em này đi, Kim thiếu gia. Người xưa có câu, thương trường như chiến trường. Giữa chúng ta, giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn. Tóm lại, chiếc hộp số 5 này tôi lấy chắc rồi. Anh cứ lấy đi, tôi không thèm giành. Đợi anh giành đến tay rồi, tôi sẽ lấy cả hộp lẫn mạng của anh. 500 triệu lần 1, 500 triệu lần 2, 500 triệu lần 1 tỷ. Thằng bảo vệ quen này, 1 tỷ đấy, cậu ta điên sao? Chắc không phải là thiếu gia nhà giàu nào cải trang vi hành đó chứ. Những người giàu hàng đầu của Giang Thành đều ở đây rồi. Chưa từng nghe nói có người như vậy. Chỉ biết khoác lác thôi. Dương Bảo, anh uống nhầm thuốc hả? Đầu óc anh có vấn đề sao? Tên họ Dương kia, một tháng cậu chỉ kiếm được 3.000 tệ. Hay là cậu chỉ biết mở miệng hét ra thế thôi? Cậu muốn làm gì đây? 1 tỷ lần 1. Dương Bảo, rốt cuộc anh muốn gì đây? Bây giờ anh hét giá lung tung, đến lúc thanh toán, nếu anh không trả được sẽ bị bắn mất mạng đấy. Đừng có trách là tôi không nhắc anh. Tôi mất mạng chẳng phải vừa ý cô rồi sao? Đỡ khiến cô cảm thấy tôi cứ bám giết lấy cô. Nói cũng đúng đấy. 1 tỷ lần thứ hai. Dương Bảo, cả tôi cũng không giành với Lâm thiếu gia. Cậu chỉ là một thằng bảo vệ, tôi đoán lát nữa cậu sẽ bị bắn thành tổ ong thôi. Dương Bảo, thằng chó như cậu chán sống rồi đúng không? Được, hôm nay tôi sẽ thanh toán cho cậu. Từ bây giờ tôi sẽ không ra giá nữa. Tôi muốn xem cậu moi đầu ra 1 tỷ. Lát nữa nếu không lấy ra được 1 tỷ này thì cậu xong đời. Tôi đúng là không thể chờ được, muốn lập tức xem cậu biến thành tổ ong. 1 tỷ lần thứ 3. 1 tỷ. Giá khởi điểm bí mật là 1 tỷ. Hộp bí ẩn số 5 đấu giá thành công. Thành giao. Vị khách này, chúc mừng cậu đấu giá thành công hộp số 5. Mời quẹt thẻ. Dương Bảo, Dương Tổng, tỷ phú Dương, cậu quẹt thẻ đi chứ. Dương Bảo, coi như đây là kiếp nạn của anh vậy. Lần này không ai cứu được anh đâu. Tôi không có tiền. Thằng anh xin, không ngờ cậu đến đây là để nộp mạng đấy. Vị khách này, trò đùa này, đùa nữa thì sẽ mất mạng đấy. Người đâu? Tôi hỏi lần cuối cùng, có trả tiền hay không? Tôi thật sự không có tiền. Vậy thì xin lỗi nhé.
Nổ súng đi, dừng tay. Anh ấy không có tiền. Tôi có. Tôi sẽ trả tiền. Thanh toán 1 tỷ nhân dân tệ. Bạch Lý tướng quân, rốt cuộc cô và Dương Bảo có quan hệ gì? Tại sao phải giúp cậu ta trả tiền? Chuyện này không liên quan đến anh. Tôi tuyên bố Hội thập điện Diêm La kết thúc. Dương Bảo ơi Dương Bảo, Ngô Mỹ mà cậu luôn nhớ thương, thật sự đáng để cậu hy sinh như vậy sao? Nếu cậu vẫn còn sống, nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, cậu vẫn muốn bảo vệ cô ta chứ? Em cũng giỏi thật đấy, dám ở ngay chỗ này cắm sừng tên Kim Hồ đó. Với địa vị của Lâm thiếu gia, dù không phải ở đây, mà ngay cả ở trước mặt hắn làm chuyện này, hắn cũng không dám hé răng nửa lời. Tên Kim Hồ đó còn không bằng đầu ngón chân của anh. Em cũng độc miệng thật, nhưng mà anh thích. Đại ca, Lâm thiếu gia, đừng trách chúng tôi. Anh Tiểu Bảo, anh Tiểu Bảo à, tôi không thể tin rằng cô sẽ biến thành người như thế này. Anh Tiểu Bảo, em biết bây giờ anh đang rất giận em, nhưng em cũng có nỗi khổ riêng. Anh cũng biết từ nhỏ chúng ta đã trải qua những ngày tháng như thế nào ở trại trẻ mồ côi mà. Em chỉ là muốn bản thân có được một cuộc sống tốt hơn, thì có gì sai sao? Đó là chuyện của cô, không cần phải giải thích với tôi. Anh Tiểu Bảo, tại sao Bạch Lý tướng quân lại đưa cho anh 1 tỷ vậy? Anh là gì của cô ta? Nếu như anh nói ra anh quen biết Bạch Lý tướng quân sớm hơn thì em sẽ không. Đừng nói nữa. Cô có thể làm được gì sao? Đưa anh ta về đi. Đừng mà, tôi đầu hàng. Đầu hàng sao? Cái kiểu yếu đuối như cậu, sống thì chật đất quá. Rõ ràng nói rằng chỉ phân cao thấp, nhưng đây là đang lấy mạng người mà. Xem ra hôm nay phó bang chủ Mộ Dung chắc chắn sẽ thua thôi. Không ngờ ông cao lại còn mời cả lính đánh thuê quốc tế tới. Cao Sơn, anh lại dám thuê lính đánh thuê của nước địch tới. Anh có biết vậy là vi phạm luật của Long Quốc chúng ta không? Bây giờ tôi là bang chủ, tôi mới là người quyết định. Có bản lĩnh thì cô thắng tôi đi, vị trí bang chủ sẽ cho cô. Đến lúc đó cô muốn mời ai thì mời. Được, hôm nay tôi nhất định sẽ thắng anh. Dương Bảo, tên điên cuồng đó là lợi hại nhất trong đám lính đánh thuê đấy. Số người hắn từng lấy mạng không 1.000 thì cũng 800. Nếu hôm nay cậu dám lên sàn đấu, chắc chắn phải mất mạng. Anh Tiểu Bảo, như vậy nguy hiểm quá, anh đừng đi nữa. Phục Linh Phách em không cần nữa, em cũng không muốn chị độc nữa. Tiểu Tuyết, em cứ yên tâm, anh Tiểu Bảo của em đã dám ứng chiến thì chắc chắn đã nắm chắc phần thắng rồi. Dương Bảo, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Anh đấy, đừng có mà cậy mạnh nữa đi, đừng tự nộp mạng nữa. Mộ Dung Tiên, nghe nói cô còn chuẩn bị một tên sát thủ, gọi hắn ra đi. Anh Dương, nhờ cả vào anh đấy. Cậu ta sao? Nếu cậu ta có thể đánh bại tên lính đánh thuê này, ông đây sẽ quỳ xuống gọi hắn là ba. Được,
Này, Long Quốc các người, hết người rồi sao? Phái một tên vô dụng thế này đánh với tôi. Bớt nói nhảm đi. Chị Mộ Dung, quá tốt rồi. Anh Tiểu Bảo sắp thắng rồi. Tiểu Tuyết, bây giờ vui mừng còn sớm quá. Cao thủ thực sự là Cao Sơn. Có ý gì vậy? Tiểu Tuyết, em quá ngây thơ rồi. Em nghĩ tên ngoại quốc này là lợi hại nhất rồi sao? Anh Cao của bang Sơn Hổ mới là cao thủ thực sự đấy. Đánh vào mặt của anh Cao, em cứ đợi nhặt xác cho hắn đi. Cô Lâm à, cô đừng nên vào trong xem. Kẻo đến lúc đó khiến cô toàn thân đẫm máu. Cơm miệng quạ của các người đi. Là tôi mời Dương Bảo tới, tôi chịu trách nhiệm với anh ấy. Người đàn ông của tôi không cần người khác chịu trách nhiệm, tôi cũng muốn đi. Mộ Dung tiên này và Lâm Tiểu Tuyết đều để ý hắn như vậy sao? Cái thứ gì thế? Đi thôi. Tiểu Tuyết, sao mọi người đều vào đây thế? Dương Bảo, cậu dám không để mặt anh Cao? Đương nhiên chúng tôi tới để nhặt xác cho cậu rồi. Anh Dương, là tôi không nên kéo anh vào chuyện này. Hay là anh đi trước đi. Anh Cao, cái tên ăn xin nhỏ này dám ngang ngược trên địa bàn của anh, anh đừng bỏ qua cho hắn. Khi nào đến lượt cậu chỉ trỏ dạy tôi hả? Thì ra là lưỡi đao. Anh Dương Bảo, vừa nhìn là biết công phu của anh vô địch thiên hạ. Tôi đây tự thấy không sánh bằng. Cái này là một ít quà mọn cho anh, mong anh đại nhân không chấp tội tiểu nhân, bỏ qua cho tôi. Có nhầm không vậy? Đây là nhân sâm ngàn năm đấy, một củ cũng phải mấy triệu tệ, sao lại là quà mọn được chứ? Chuyện gì thế này? Cao Sơn này không phải là người lợi hại nhất bang Sơn Hổ sao? Sao chưa đánh mà đã nhận thua rồi? Bang chủ Cao, cậu cũng uy phong lắm. Anh gọi tôi Tiểu Cao là được. Trước mặt anh, tôi cũng chỉ như con kiến mà thôi. Dương Bảo này, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Cả Cao Sơn cũng sợ anh ta. Bang chủ bang Sơn Hổ này, sao lại thành Tiểu Cao rồi? Không biết nữa. Kim Hồ, anh đi đâu vậy? Lời hứa lúc nãy đến lúc thực hiện rồi nhỉ? Lời hứa gì chứ? Tôi có hứa cái gì sao? Bang chủ Cao, ở bang Sơn Hổ nói mà không giữ lời sẽ có hậu quả gì vậy? Theo quy tắc của bang Sơn Hổ, ba nhát chém, sáu phát đâm. Tiểu Kim này, cậu muốn tự làm hay để tôi giúp cậu đây? Ba ơi, con sai rồi, tôi không có đứa con đáng khinh như anh. Cút đi. Đi thôi. Tiểu Tuyết, em cũng về trước đi. Anh còn vài lời muốn nói với hai vị bang chủ đây. Anh Tiểu Bảo, đi đi. Anh Dương, rốt cuộc anh là ai? Mộ Dung phó bang chủ, chắc là cô chưa biết. Anh ấy là Lăng Phong, chiến thần lưỡi đao của Long Quốc. Chiến thần lưỡi đao sao? Mộ Dung tiên, tham kiến chiến thần lưỡi đao. Mộ Dung bang chủ, không cần khách sáo như vậy. Bây giờ các cô đã biết được thân phận của tôi rồi, tôi có thể nói với hai người rằng tôi cố tình che giấu danh tính là vì đang điều tra một số chuyện, hy vọng hai người có thể giữ bí mật cho tôi. Vâng. Cao Sơn, tôi nhớ trước đây tôi đã nói Long Quốc là cấm địa của lính đánh thuê. Những gì tôi nói cậu đều coi là chém gió sao? Tôi không dám. Tôi cũng là nhất thời bị ma xui quỷ khiến, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu. Cao Sơn, bang Sơn Hổ khiến cậu làm ra mấy chuyện xấu xa, bẩn thỉu. Tôi thấy cái chức bang chủ này cậu cũng đừng làm nữa. Chiến thần lưỡi đao nói rất đúng, chỉ cần anh có thể tha cho tôi một mạng, anh muốn tôi làm gì cũng được. Tiểu Cao, hôm nay cậu thua rồi, có chơi có chịu. Được, tôi chịu thua. Sau này chức vị bang chủ của bang Sơn Hổ sẽ do Bộ Dung Tiên đảm nhận. Vậy bây giờ tôi sẽ lấy danh nghĩa của bang chủ ra lệnh cho anh giao nộp Phục Linh Phách ra đây. Phục Linh Phách, tôi đã dùng nó để luyện công từ lâu rồi. Cao Sơn, anh có biết đó là thứ mà chiến thần lưỡi đao đang cần dùng gấp không hả? Là lỗi của tôi, xin chiến thần hãy trừng phạt tôi. Bỏ đi. Tôi cũng không coi trọng Phục Linh Phách 200 năm tuổi đó. Sau này hai người chỉ cần quản lý tốt bang Sơn Hổ là được rồi. Những chuyện trước đây tôi không muốn xảy ra lần thứ hai nữa. Đã hiểu chưa? Vâng. Vậy còn chuyện Phục Linh Phách? Chuyện Phục Linh Phách tôi tự có cách giải quyết. Được rồi, hai người về trước đi.
Alo, Quỷ Minh. Ông đích thân đến núi tuyết một chuyến, trong khe hở của vách núi, lấy một cây phục linh phách ngàn năm tuổi về đây. Vâng. Không phải cô nói cậu ta chỉ là một tên ăn xin thôi sao? Là một đứa cùng cô, lớn lên trong cô nhi viện mà. Tại sao ngay cả Cao Sơn cũng sợ cậu ta? Kim thiếu gia, em cũng không biết nữa. Em thật sự không có gạt anh đâu. Hồi nhỏ, em với anh ta đã cùng lớn lên trong cô nhi viện. Em cũng không biết tại sao anh ta lại trở nên lợi hại như vậy. Dương Bảo, hôm nay làm tôi mất mặt. Tôi ghim cậu rồi. Ông đây nhất định sẽ khiến cậu bỏ mạng ở Giang Thành này. Vô dụng. Vậy mà lại quỳ trước mặt một tên vô danh tiểu tốt, còn gọi hắn là ba nữa. Thể diện của ba bị con làm cho mất hết rồi. Ba. Là Cao Sơn đã lấy dao đe dọa con. Con không dám làm trái ý hắn. Ba. Thực ra, ba sớm đã đoán được phục linh phách của bang Sơn Hổ đã bị Cao Sơn dùng để luyện công hết rồi. Bây giờ con qua Lâm gia dạng ngõ liền đi, tuyệt đối không thể để cho Lâm gia có thời gian tìm phục linh phách. Vâng thưa ba, con đi liền. Con đi liền đây. Cái gì? Anh nói Dương Bảo vốn dĩ đã không đưa ra phục linh phách sao? Lâm thiếu gia, không giấu gì anh, phục linh phách của bang Sơn Hổ này đã bị Cao Sơn dùng mất từ lâu rồi. Dương Bảo cậu ta chỉ là một tên khoác lác mà thôi. Cậu ta không hề có phục linh phách. Không có được phục linh phách mà còn giả vờ tỏ vẻ nguy hiểm với tôi nữa. Ba tôi cũng thật là ngốc. Ông ấy thực sự tin cậu ta có thể lấy được phục linh phách. Bây giờ bệnh tình của Tiểu Tuyết đã đến giai đoạn cuối rồi. Tôi phải đi đâu để kiếm phục linh phách đây? Lâm thiếu gia, tôi đã biết trước, cái tên ăn xin đó không thể có phục linh phách. Nên hôm nay tôi đặc biệt đem cái này đến tặng cho anh này. Phục linh phách hàng thật giá thật đấy. Nhưng mà Tiểu Tuyết bây giờ lại bị tên ăn xin đó mê hoặc điên đảo tâm trí. Tôi thực sự muốn dùng phục linh phách này làm xính lễ với Lâm gia các anh. Anh yên tâm, chỉ cần không có phục linh phách, Lâm gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu ta vào đâu. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ nói với mẹ tôi. Chỉ cần mẹ tôi đồng ý thì Tiểu Tuyết chắc chắn phải gả cho anh. Mẹ, con không cưới đâu. Con đã có người mình thích rồi. Chỉ là một tên ăn xin thôi. Không phải chứ Lâm Tiểu Tuyết? Mắt thẩm mỹ của em có vấn đề à? Cậu ta có gì tốt mà em nhất quyết muốn cưới cậu ta chứ? Đại Vũ, sao con lại nói cậu Dương như vậy? Ba, sao ba lại ủng hộ cậu ta chứ? Mặc dù cậu ta đã cứu con một lần, nhưng ba cũng không thể lấy mạng của Tiểu Tuyết ra để làm trò đùa được. Đồ khốn. Không được nói cậu Dương như vậy. Đủ rồi, chuyện này nghe theo tôi. Lấy một ít tiền rồi gửi cho tên bảo vệ đó đi. Tiểu Tuyết của chúng ta là cành vàng lá ngọc, làm sao có thể kết hôn với tên bảo vệ nhỏ bé hèn hạ đó chứ? Hơn nữa, Kim gia có phục linh phách có thể cứu mạng của Tiểu Tuyết, mà ông lại từ chối lời cầu hôn của người ta. Sao vậy? Ông không muốn cứu Tiểu Tuyết sao? Phu nhân, bà không hiểu đâu. Cậu Dương này, được rồi, làm theo lời tôi nói. Bệnh của Tiểu Tuyết không thể kéo dài thêm nữa. Đại Vũ, con nói với Kim Hồ, chúng ta đã đồng ý với lời cầu hôn của gia đình cậu ấy. Vâng, con nói rồi, con sẽ không lấy Kim Hồ đâu. Nếu cứ ép con như vậy thì hãy cho con uống thuốc độc đi. Ngồi xuống, phu nhân, chúng ta phải tin tưởng cậu Dương. Cậu ấy nhất định sẽ có cách mà. Ông im lặng cho tôi. Lâm Cường, ông đừng có quên, khi đó nếu không phải có nhà chúng tôi thì ông còn mơ trở thành người giàu nhất Giang Thành sao? Ông không có cửa đâu. Chuyện ngày hôm nay nhất định phải nghe tôi. Con hỏi ba, con chó canh cửa đó có gì tốt mà ba phải coi trọng cậu ta như vậy? Hơn nữa, một thứ quý giá như phục linh phách, chỉ dựa vào cậu ta, một tên bảo vệ bé nhỏ thì có thể lấy được sao? Tiểu Tuyết, em yên tâm, em lấy anh đi. Anh đảm bảo bản thân sẽ thay đổi, sẽ không bao giờ để ý đến những người phụ nữ khác nữa. Một lòng một dạ, chỉ thương em thôi. Anh xin thề, dù có phải thề độc cũng được. Tiểu Tuyết, cái tên bảo vệ nhỏ bé đó vốn dĩ không xứng với con, càng không xứng với Lâm gia chúng ta. Chỉ có con và Kim thiếu gia mới môn đăng hộ đối thôi. Hơn nữa Kim thiếu gia còn có phục linh phách để cứu mạng con. Tôi cũng có phục linh phách. Anh Tiểu Bảo, anh đến rồi. Tốt quá rồi. Cậu còn dám đến sao? Cậu nói cậu cũng có phục linh phách. Ở đâu cơ? Sao tôi không thấy nhỉ? Lát nữa sẽ đến. Được rồi, đừng có ở đây mà khoác lác nữa.
với cái bộ dạng nghèo khổ này của cậu. Có lẽ ngay cả Phục Linh Phách cũng chưa từng thấy qua. Kim thiếu gia, lấy ra đây, để cho tên rác rưởi này mở mang tầm mắt. Đồ ăn xin, mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn cho rõ. Đây mới là Phục Linh Phách, hàng thật giá thật. Cả đời này cậu cũng mua không nổi đâu. Cái thứ đổ rác rưởi này mà anh cũng dám lấy ra khoe khoang à? Dương Bảo, cái đồ khốn cậu, cho dù là cậu có bán thân cũng không thể mua nổi Phục Linh Phách này đâu. Đây là địa bàn của Lâm gia mà cậu dám ngang nhiên làm loạn ở đây à? Bà Lâm à, Phục Linh Phách này chỉ có 10 năm tuổi thôi, nó không đáng bao nhiêu, nó cũng không chữa được bệnh của Tiểu Tuyết. Dương Bảo, gốc Phục Linh Phách này là do tôi tìm được từ chỗ của thần y Quỷ Minh, cho dù là 10 năm đi nữa thì cũng đáng giá cả triệu. Hôm nay cậu không thể bồi thường 20 triệu cho tôi thì ông đây sẽ tiễn cậu lên đường. Chỉ là Phục Linh Phách 10 năm tuổi này thôi, anh cũng không biết nhục mà hô 20 triệu sao? Cậu làm hỏng gốc Phục Linh Phách này tương đương với việc đắc tội với thần y Quỷ Minh, toàn bộ cái Long Quốc này sẽ không còn chỗ cho cậu dung thân nữa. Cậu là cái đồ hãm tài, dám ở đây phá hỏng đồ của thần y Quỷ Minh, bộ cậu muốn hãm hại Lâm gia chúng tôi sao? Thần y Quỷ Minh cũng phải nể mặt tôi đó. Đợi lát nữa ông ta sẽ tự tay cầm đến một gốc Phục Linh Phách ngàn năm tuổi. Bà Lâm, tôi tặng nó cho Lâm gia, coi như là một phần sính lễ cho Lâm gia. Dương Bảo à, nói khoác cũng phải biết chừng mực chứ. Cậu gái càng lớn thì lát nữa cậu sẽ bại càng thảm đó. Dương Bảo à, tuổi thọ của Phục Linh Phách là 300 năm. Phục Linh Phách 200 năm tuổi, có chất lượng tốt nhất, đã bị Bang Sơn Hổ mua mất rồi. Cậu lấy đâu ra Phục Linh Phách ngàn năm tuổi chứ? Anh chưa thấy qua. Vậy chứng minh là anh thiếu hiểu biết. Cậu, Dương Bảo à, vậy nếu như hôm nay thần y Quỷ Minh không đến được, cậu tính sao đây? Vậy thì tôi sẽ tự phế đôi chân của mình. Anh Tiểu Bảo, anh nói cái gì vậy? Vậy nếu như thần y Quỷ Minh thật sự đích thân mang Phục Linh Phách đến đây thì anh sẽ làm gì đây? Nếu như thần y Quỷ Minh mang Phục Linh Phách ngàn năm tuổi đến đây thì ông đây sẽ đền cho cậu một cánh tay. Thần y Quỷ Minh đến, sao có thể chứ? Thần y Quỷ Minh sao có thể nể mặt cậu ta như vậy chứ? Anh Tiểu Bảo, anh ta thật sự mang đến Phục Linh Phách ngàn năm sao? Cái lão Quỷ Minh này sao lại dám thất hứa với ông đây chứ? Một thứ quan trọng như Phục Linh Phách ngàn năm mà dám để thuộc hạ đem đến cho mình sao? Dương Bảo à, cái vị thần y Quỷ Minh mà cậu nói đâu rồi? Sao lại chỉ có một tên lính quèn đến vậy? Dương Bảo à, hôm nay tôi sẽ khiến cho cậu giống như một con giòi bò ra khỏi đây. Anh à, thuộc hạ của thần y Quỷ Minh đến đây cũng tương đương với thần y Quỷ Minh đến rồi. Thần y Quỷ Minh biết đến việc liên hôn của cậu Kim Hồ và cô Lâm đây, nên đặc biệt bảo tôi đến chúc mừng hai vị. Nhân tiện hỏi một chút về món quà mà thần y Quỷ Minh đã chuẩn bị cho hai vị. Hai vị có hài lòng không? Hài lòng, hài lòng chứ, vô cùng hài lòng. Có điều cái tên ăn mày hôi hám này đã làm hỏng Phục Linh Phách rồi. Tên khốn này, cậu có biết đây là gì không hả? Vậy mà dám làm hỏng Phục Linh Phách. Tôi đã mất bao nhiêu công sức mới tìm được một gốc như vậy đó. Hóa ra người này đã thông đồng từ trước với Kim Hồ. Thật là cái thứ chán sống mà. Cậu ta còn nói cái gốc Phục Linh Phách này là một thứ rác rưởi nữa. Còn nói thần y Quỷ Minh một lát nữa tặng cho cậu ta một gốc Phục Linh Phách ngàn năm tuổi đó. Nực cười. Thần y Quỷ Minh là bậc thầy của giới dược, cho dù người giàu nhất của Long Quốc muốn gặp mặt ông ấy cũng phải hẹn trước một tháng. Cậu là cái thá gì chứ? Vậy mà muốn để thần y Quỷ Minh đích thân đem Phục Linh Phách đến tặng cậu. Còn nữa, chẳng lẽ cậu lại không biết tuổi thọ của Phục Linh Phách chỉ có 300 năm thôi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh Tiểu Bảo, ngay cả chuyện về Phục Linh Phách ngàn năm mà cũng không biết. Xem ra thần y Quỷ Minh thật sự không thèm để cậu vào mắt rồi. Dương Bảo á, tôi đã nói rồi, hôm nay tôi sẽ khiến cho cậu giống như một con giòi mà bò ra khỏi đây. Còn đứng được ra đó làm gì? Thực hiện lời hứa của cậu đi chứ. Tự phế đôi chân đó. Không được, Kim Hồ, thỏa thuận này vốn đã không công bằng. Anh vốn dĩ đã biết món đồ này không thể hơn 1000 năm tuổi mà anh vẫn đánh cược với anh ấy như vậy. Lâm Tiểu Tuyết à, hôm nay là ngày đính hôn của em với Kim thiếu gia, vậy mà em lại đi banh người ngoài, là ý gì đây hả? Hơn nữa, trận cực này là do Dương Bảo tự nguyện mà, bọn anh không hề ép buộc cậu ta nhé. Muốn trách thì tự trách bản thân cậu ta là một thứ rác rưởi không biết trời cao đất dày, phá hoại Phục Linh Phách, tội ác tày trời. Chỉ phế một chân của cậu ta thôi, cũng bởi vì hôm nay là ngày vui của hai nhà Kim Lâm, cậu nên cảm ơn Kim thiếu gia mới đúng. Nếu như cậu không tự mình ra tay, vậy thì để tôi đến giúp cậu. Chủ nhân mấy người còn phải để mặt của tôi đó. Cậu là cái thá gì chứ? Cậu nói gì cơ? Tôi có lòng tốt giữ lại cho cậu một mạng, vậy mà cậu dám sỉ nhục thần y Quỷ Minh.
Vậy thì hôm nay cậu cứ để cái mạng mình ở đây đi. Dương Bảo, cậu không chỉ phá hoại Phục Linh Phách mà còn đánh bị thương đồ đệ của thần y Quỷ Minh nữa. Cậu chán sống rồi. Anh Tiểu Bảo, anh đừng bốc đồng quá. Dương Bảo à, bây giờ tôi ra lệnh cho cậu lập tức xin lỗi cho tôi. Tôi xin lỗi cậu ta sao? Tôi thấy lão quỷ dạy dỗ thuộc hạ của ông ấy một chút, ông ấy cảm ơn tôi còn chưa kịp đó. Dương Bảo, đồ khốn cậu, cậu vậy mà dám ở địa bàn của Lâm gia đánh đồ đệ của thần y Quỷ Minh sao? Cậu muốn hãm hại Lâm gia chúng tôi sao? Đại Vũ à, đi tìm người trói cậu ta lại, đánh gãy chân cho mẹ. Tôi xem ai dám động đến cậu ấy. Một đám trẻ thiếu hiểu biết mấy người, thật là nực cười quá đi. Kim thiếu gia, cứu tôi. Nếu để cho thần y Quỷ Minh biết chuyện tôi đã tự ý nhổ gốc Phục Linh Phách 10 năm kia lên, tôi chắc chắn sẽ coi đời đó. Cậu nói gì cơ? Đúng rồi, tên của lưỡi đao đại nhân vẫn còn treo trong danh sách của bọn thợ săn. Mình không thể để ngài ấy bị bại lộ ở đây được. Tham kiến thần y đại nhân. Thần y đại nhân ghé thăm Lâm gia chúng tôi, khiến cho Lâm gia chúng tôi vinh hạnh vô cùng. Kim thiếu gia, vị thần y đại nhân này là do cậu mời đến sao? Cũng chỉ có cậu mới chu đáo như vậy. Tiểu Tuyết à, con xem đi, đây chính là sự khác biệt giữa Kim thiếu gia với tên quỷ nghèo đó đó. Kim thiếu gia sao? Cậu ta là cái thá gì chứ? Tôi không quen biết. Ông không phải do Kim thiếu gia mời đến sao? Thần y à, tên ăn mày này đã phá hủy Phục Linh Phách của ông đó. Cậu ta nói ông đến cũng phải xem sắc mặt của cậu ta. Đồ đệ của ông vì muốn ra mặt cho ông còn bị cậu ta đánh trọng thương nữa. Thật là không thể chấp nhận được mà. Ông nhất định phải phân xử công bằng nhé. Thần y Quỷ Minh, cầu xin người hãy đòi lại công bằng cho trò tự ý nhổ Phục Linh Phách 10 năm tuổi. Đáng đời lắm. Hôm nay tôi đến là tặng quà mừng cưới cho anh Dương. Đây là Phục Linh Phách ngàn năm, là quà đính hôn cho anh Dương đây. Sao cơ? Phục Linh Phách ngàn năm tuổi sao? Nếu giả có thể trả lại, có Phục Linh Phách ngàn năm này, bệnh của Tiểu Tuyết chúng ta có hy vọng rồi. Phục Linh Phách ngàn năm, ngay cả những người hấp hối cũng có thể cứu sống. 200 năm đã có giá trị hơn 100 triệu. Phục Linh Phách ngàn năm này là kho báu vô giá rồi. Một thứ có giá trị như vậy. Đại Vũ, mau lấy qua đây. Đây là quà đính hôn tôi tặng anh Dương. Cậu là cái thá gì chứ? Quỷ Minh à, hôm nay Lâm gia không chấp nhận lời cầu hôn của tôi, chỉ chấp nhận Kim gia. Ông nói xem làm thế nào đây? Ai nói vậy chứ? Dương Bảo, con rể của Lâm gia chúng tôi. Tiểu Tuyết, còn không mau cảm ơn vị hôn phu của con đi. Anh Tiểu Bảo, tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Kim Hồ, có phải anh nợ tôi cái gì không? Tôi nợ cậu cái gì? Cậu nợ tôi 20 triệu. Tôi nể mặt thần y Quỷ Minh, tôi không tính toán với cậu. 20 triệu có thể trả cho anh. Anh đã cược thua một cánh tay, phải để lại đi chứ. Anh Tiểu Bảo, anh lợi hại như vậy, ngay cả thần y Quỷ Minh cũng gửi Phục Linh Phách tới cho anh, tại sao lại làm bảo vệ ở công ty của Kim Hồ vậy? Vì Ngô Mỹ. Vì Ngô Mỹ sao? Cô ta có đáng để anh làm vậy không? Là vì anh là thanh mai trúc mã với cô ta từ nhỏ sao? Ai nói anh với Ngô Mỹ là thanh mai trúc mã chứ? Ý anh là sao? Em ngồi đi. Để anh nói cho em nghe sự thật. Anh không phải là Dương Bảo, anh là Lăng Phong. Tiểu Bảo là anh em tốt nhất của anh. Năm đó cậu ấy đã đỡ viên đạn cho anh. Nếu không, anh đã mất mạng từ lâu rồi. Anh đến đây là để giúp Tiểu Bảo hoàn thành lời hứa của Tiểu Bảo với Ngô Mỹ. Nhưng
Không ngờ rằng Ngô Mỹ lại coi người anh em của anh là hòn đá cản đường. Được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa. Đêm nay cảnh đẹp tuyệt vời, đừng để những chuyện buồn phiền này phá hỏng hứng thú của chúng ta. Được. Ba à, con không thể nuốt được cục tức này. Ba nhất định không được tha cho tên Dương Bảo. Cậu ta hủy một cánh tay của con trai ba. Ba sẽ lấy mạng cậu ta để bồi thường. Ba, con không hiểu nữa. Một tên ăn mày như cậu ta có tài cán gì mà khiến thần y quỷ Minh Trúc giận cho cậu ta? Ba đã điều tra rồi. Phục linh phách tuổi thọ càng cao thì giá trị càng cao. Điều cấm kỵ nhất là bị hái trong vòng 50 năm. Thần y quỷ Minh nổi giận không phải là để giữ thể diện cho Dương Bảo, mà là bởi vì phục linh phách 10 năm bị con hái nên mới nổi giận với con đó. Dương Bảo mượn uy thế của thần y quỷ Minh phế đi cánh tay của con trai ba, làm mất mặt Kim gia ta. Ba nhất định sẽ không bỏ qua cho Dương Bảo và Lâm gia. Ba à, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Lâm gia, thiên đường có lối lại không đi, địa ngục không cửa cứ cố vào. Nếu không muốn liên hôn, vậy thì hủy diệt Lâm gia đi. Lâm gia chỉ là người giàu nhất Giang Thành, không phải người giàu nhất Long Quốc. Bà đã liên lạc với Đinh Luật rồi, là người quản lý của tập đoàn Trương Thị, người giàu nhất Long Quốc chúng ta. Vài ngày nữa sẽ đến Giang Thành đấu thầu. Nếu thắng dự án này, sẽ có thể tóm gọn Lâm gia. Bà à, làm sao mà chúng ta có thể kéo Đinh Luật về phe chứ? Thứ chúng ta có thể cho, Lâm gia cũng có thể cho được. Tên Đinh Luật này là một tên háo sắc, còn thích chơi trò biến thái ở trên giường. Ba thấy Ngô Mỹ cũng quyến rũ đấy, còn nghĩ cách đưa cô ta lên giường của Đinh Luật đi. Ba cứ yên tâm đi, cái thứ ngu ngốc đó chỉ cần con lừa một chút thôi là cô ta đưa tới cửa rồi. Alo, chào ngài, Bang Sơn Hổ có việc cần nhờ. Mời nói. Bang Sơn Hổ sở dĩ có thể lên như diều gặp gió như vậy bởi vì trụ cột kinh tế phía sau chúng tôi là Trương Hữu Nghiệp, người giàu nhất Long Quốc. Bây giờ Trương Hữu Nghiệp đột nhiên bị bệnh nặng, không ai chữa được. Sớm nghe nói chiến thần lưỡi đao trong y thuật đã đạt đến đỉnh cao. Hy vọng anh có thể đến Trương gia. Chuyện này tôi đã nghe Lâm Cường nói rồi, nhưng nghe nói con gái của Trương Hữu Nghiệp đã tìm được thần y rồi. Đó là Đinh Luật, quản lý của Trương Hữu Nghiệp, tìm được. Cô Trương vừa từ nước ngoài về, không biết gì cả. Tên Đinh Luật này là một tên háo sắc, vị thần y kia không biết đã đưa lên giường của Đinh Luật bao nhiêu người đẹp mới có cơ hội chữa bệnh cho Trương Hữu Nghiệp. Là chiến binh của Long Quốc, tôi không có lý do gì để đứng ngoài chuyện này. Chuyện này tôi đồng ý với cô, tôi sẽ xuất phát ngay đây. Dương Bảo, anh đừng giả ngu nữa. Không phải anh biết tôi đến đây cho nên mới dài như điểu. Đi theo tôi tới đây đó chứ. Ngô Mỹ, cô bị điên à? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người vô liêm sỉ như anh đó. Không phải anh đã ôm đùi Lâm ra ở bên cạnh Lâm Tiểu Tuyết rồi sao? Sao nào? Có phải nghe nói Kim gia sẽ ngồi lên vị trí số 1 Giang Thành nên lại đến lấy lòng tôi chứ gì? Ngô Mỹ, cô còn tự luyến hơn nữa được không? Cô thật sự nghĩ mình là hàng hot đấy à? Dương Bảo, ở đây không có ai khác đâu, anh đừng giả ngu nữa. Đây là Thượng Kinh, khu vực của Trương gia, không có lời mời đặc biệt thì sẽ không vào được đâu. Không phải anh theo đuôi tôi để được vào đó chứ? Chẳng lẽ anh nhận được lời mời đặc biệt tới đây làm chó canh gác? Vậy cô có nhận được giấy mời đặc biệt gì đó không? Tôi là được quản lý Đinh của Trương Thị, đặc biệt mời đến để bàn chuyện hợp tác. Chỉ cần tôi đàm phán thành công, tôi sẽ là công thần của Kim thiếu gia. Đến lúc đó đừng nói vị trí tổng giám đốc của Đường Minh Nguyệt. Tôi muốn làm thiếu phu nhân của Kim gia, Kim thiếu gia cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Người mà cô nói tới là Đinh Luật à? Kim Hồ,
đang muốn đem cô bán cho tên háo sắc kia đó. Anh nói gì vậy, Dương Bảo? Anh không có được tôi, nên anh không muốn tôi sống tốt phải không? Anh hèn hạ vậy. Hai người là ai thế? Sao lại ở đây cãi vã thế? Tôi được quản lý Đinh đặc biệt mời tới. Hóa ra là khách quý. Mời cô vào trong. Anh bạn đồng nghiệp này, anh cũng có lời mời đặc biệt à? Tôi đặc biệt đến đây để khám bệnh cho ông Trương. Mặc đồ của bảo vệ mà muốn giả làm thần y sao? Bang chủ Cao Sơn danh tiếng lẫy lừng của bang Sơn Hổ đang ở bên trong. Nếu anh dám bịa chuyện thì anh phải bỏ lại cái mạng ở đây đấy. Tôi đã được bang chủ của bang Sơn Hổ mời đến. Ngoài ra, Cao Sơn đã không còn là bang chủ của bang Sơn Hổ nữa rồi. Vớ vẩn, đều là đồng nghiệp với nhau. Đừng ép tôi phải ra tay. Mau biến đi. Alo, Cao Sơn. Tôi nhận ra ở đây, nếu không có thư mời thì tôi không thể vào trong đúng không? Một phút thôi. Nếu trong vòng một phút mà cậu không ra đây thì cậu cứ để cho Trương Hữu Nghiệp ở trong đó đợi ngày đi chầu ông bà đi. Anh lừa ai vậy? Chỉ dựa vào chút mánh khóe này của anh, nếu như tôi không thể nhìn ra thì 10 năm làm bảo vệ của tôi đúng là uổng phí rồi. Mau biến đi. Đồ ăn hại này. Đây là thần y mà tôi mời đến. Cậu chán sống rồi sao? Mau biến đi cho tôi. Cô Trương, vị này là thần y mà tôi mời đến khám cho ông chủ, Cao bang chủ. Lão phu đã ở đây rất lâu rồi, anh còn xé to chuyện ra. Có phải là không tin vào y thuật của tôi không? Cậu, sao lại là cậu? Bảo Bán Tiên, ông vẫn còn sống sao? Cậu, Cao Sơn, quản lý cho kỹ người mà ông đem đến. Anh nói cho phải phép với Bảo Đại Sư. Cô Trương, vị này mới là thần y thật sự. Cô Trương, tôi biết người này, võ công cao cường. Nhìn cái dáng vẻ này, chắc là đã tìm được nghề nghiệp phù hợp với mình rồi đúng không? Cao bang chủ, nếu như anh ta thật sự có bản lĩnh thì sao lại là một tên bảo vệ? Tiểu thư, dạo gần đây vì muốn tìm thần y chữa trị cho ba cô, tôi đã tìm hiểu không ít các thần y, nhưng chẳng có ai lại đi làm thêm công việc là bảo vệ cả. Cao Sơn, ông kêu một tên bảo vệ đến để khám bệnh cho ba tôi sao? Ông quá đáng lắm. Đúng vậy đó, Cao Sơn, ông là đang lấy oán báo ơn đúng không? Ông muốn lấy mạng của Trương Tổng sao? Cô Trương, anh ấy là thần y thật mà. Đến cả thần y Quỷ Minh cũng đưa phục linh phách ngàn năm cho anh Dương luôn rồi. Anh Dương thật sự có tư cách đó mà. Thần y Quỷ Minh thật sự đã đưa phục linh phách ngàn năm cho anh sao? Đúng vậy, hoàn toàn chính xác. Vậy anh ở lại đây xem xét thử đi. Bảo Đại Sư, không phải ông nói là có thể trị khỏi sao? Mau cứu ba tôi đi. Hãy nhìn đây, đây chính là hoa dương chân pháp. Được ông đây cho xem, chính là phúc phần cả đời này của cậu. Đại nhân, hoa dương chân pháp này không phải là chiêu thức thất truyền của anh sao? Sao ông ta lại biết vậy? Bảo Bán Tiên, cây kim này của ông có phải là đang muốn tiễn Trương Hữu Nghiệp chầu trời luôn không hả? Anh nói gì vậy? Tôi nói là cây kim này của ông ta sẽ tiễn ba cô đi chầu trời đấy. Bảo Bán Tiên, dừng lại đi đã. Cậu ngậm máu phun người. Cả cái Long Quốc này, người biết được hoa dương chân pháp không quá 5 người. Một tên bảo vệ nhỏ bé như cậu, cậu nghĩ mình là ai mà dám nghi ngờ y thuật của tôi? Ông nói sai rồi. Kể từ khi Thánh Thủ Y Tiên qua đời thì người biết được hoa dương châm pháp ở cả cái Long Quốc này chỉ còn lại một mình tôi thôi. Một tên bảo vệ như anh mà dám giả làm người duy nhất trên đời này nắm rõ được hoa dương châm pháp sao? Người này không thể nào là anh được. Tôi còn tưởng là có bản lĩnh gì hay ho lắm, hóa ra chỉ là một kẻ khoác lác. Nếu như anh cứ ở đây cản trở Bảo Bán Tiên cứu ba tôi nữa thì mau biến ra khỏi đây đi. Ba đừng nói gì hết. Ba vẫn còn yếu lắm. Là Bảo Bán Tiên do giám đốc Đinh mời đến đã cứu ba. Cô Trương, mặc dù tôi đã chữa khỏi bệnh của Trương Tổng, nhưng mà cái tên nghèo hèn này đã xỉ nhục y thuật của tôi. Tôi cảm thấy rất ấm ức. Xin lỗi Bảo Bán Tiên, Trương gia chúng tôi không tha cho anh đâu. Cô Trương, chắc là cô hiểu lầm rồi. Anh Dương không phải là bảo vệ. Anh ấy là 5 4. Cậu làm gì vậy? 3 2 1 3
dám giả mạo Hoa Dinh Chân Pháp của tôi để đi lừa đảo sao? Chán sống rồi mà. Bảo Bán Tiên, chuyện này là sao? Đây chính là chuyển biến tốt. Độc của Trương Tổng đã được giải trừ hết rồi. Ba, có chuyện gì vậy? Ba tôi không còn thở nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô Trương, cô hãy để anh Dương cứu Trương Tổng đi. Anh ấy mới chính là thần y thật sự. Đại nhân, xin anh hãy cứu Trương Tổng. Anh Dương, xin anh hãy cứu ba tôi. Chỉ cần anh có thể cứu ba tôi thì anh muốn cái gì, Trương gia cũng cho anh hết. Thôi bỏ đi. Sớm biết như vậy thì ban đầu cần gì phải tính toán với các người. Để tôi thử. Cuối cùng ba cũng tỉnh rồi. Ba bị sao vậy? Lúc nãy ba thấy rất khó chịu. Xin lỗi ba, là do con đã tin nhầm cái tên thần y giả này. Suýt nữa thì hại ba. Lần này nhờ có anh Dương đã đưa ba từ Quỷ Môn Quan trở về. Đa tạ ơn cứu mạng của anh Dương. Giám đốc Đinh, đem cái tên thần y giả này trả về nơi sản xuất đi. Còn có cả dự án Giang Thành nữa. Anh cũng không cần theo làm đâu. Bây giờ ba tôi đã tỉnh lại rồi thì ông ấy sẽ chọn người khác phù hợp hơn. Vâng. Cái tên lừa đảo này dám nói với tôi ông là thần y. Mau biến đi cho tôi. Anh Dương, không ngờ anh còn trẻ mà y thuật lại cao siêu như vậy. Anh Dương làm việc cho bệnh viện nào vậy? Tôi không làm việc ở bệnh viện. Ông xem đi, xem bộ đồng phục trên người tôi đi. Tôi làm bảo vệ ở tập đoàn Kim Hâm. Cái gì? Vậy chẳng phải một người tài năng như anh sẽ bị chôn vùi sao? Xin hỏi anh Dương, không biết anh đã có bạn gái chưa? Anh thấy con gái Ngọc Hân của tôi thế nào? Ba, ba đang nói gì vậy? Chúng con mới gặp nhau lần đầu thôi. Vậy thì nói chuyện nhiều hơn đi. Anh Dương, anh không cần suy nghĩ gì nữa. Tài sản của tôi nhiều như vậy, đợi sau khi tôi được 100 tuổi thì tất cả sẽ là của hai người. Trương Tổng, tôi thấy mạch tượng của ông rất tốt, nhất thời không có nguy hiểm gì đâu. Cảm ơn ý tốt của ông. Tôi đã có vị hôn thê rồi. Đối mặt với sự cám dỗ lớn như vậy mà không hề lay động, lại còn là ân nhân cứu mạng tôi, tôi sẽ xem anh như là một người bạn già của tôi. Chỉ cần anh mở lời thì anh cần cái gì tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Nói đến cần thì tôi có một việc. Giám đốc Đinh, anh ta sống ở tầng thứ mấy của ngôi biệt thự này vậy? Giám đốc Đinh sống ở tầng 6. Anh có việc gì sao? Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hôm nay anh đây nhịn lắm rồi. Lấy cô ra xả. Giám đốc Đinh, anh đang làm gì vậy? Tôi đến đây để bàn công việc. Công việc? Công việc của cô là phục vụ cho tôi thấy thoải mái. Tôi sẽ đem dự án Giang Thành giao cho Kim gia. Cứu mạng. Anh Tiểu Bảo, cái tên khốn này, anh dám đánh tôi. Cái tên biến thái này, chơi cũng màu mè đấy. Khốn kiếp, cái tên chó canh cửa này, tôi sẽ không tha cho anh. Đừng như vậy, đại ca, tôi sai rồi. Anh tốt nhất nên biết giữ mồm miệng lại, nếu không, tôi sẽ đánh vỡ cái miệng của anh. Đừng đánh mà. Anh trai, tôi sai rồi. Cút. Còn không đi. Anh Tiểu Bảo, cảm ơn anh đã cứu em. Kim Hồ, anh ta là một tên cặn bã. Bấy lâu nay, em không nên đối xử với anh như vậy. Anh có thể tha thứ cho em không? Ngô Mỹ, tôi bảo vệ cô là vì được người khác nhờ vả. Nhưng tôi không thể bảo vệ cô mãi được. Ngày tháng sau này, cô nên tự chăm sóc cho bản thân mình. Cậu còn dám quay về à? Đều là vì cậu. Lâm gia chúng tôi đã không còn giữ nổi vị trí số 1 Giang Thành. Cái này là sao thế hả? Lăng Phong, dự án quan trọng của Trương gia ở Giang Thành bị Kim gia lấy mất rồi.
Bị Kim gia lấy mất dự án này, Giang Thành sắp có thay đổi lớn đấy. Đồ sao chổi, tôi hỏi cậu, cậu đến Trương gia làm gì hả? Cậu còn dám đánh Đinh Luật? Cậu có biết Đinh Luật là người được Trương gia tin tưởng lắm không? Tôi nói cho cậu biết, Đinh Luật đã buông lời khắc nghiệt, hủy bỏ tư cách đấu thầu của Lâm gia chúng tôi. Cái gì? Ai nói vậy? Anh Tiểu Bảo, anh đừng nói gì nữa. Được rồi, tôi không cần biết cậu làm như thế nào. Tôi nói cho cậu biết, giám đốc Đinh ngày mai sẽ đến Giang Thành, ở khách sạn Hoàng gia. Cậu mau chóng đi xin lỗi cho tôi. Cho dù để cậu ta đánh trở về, cậu cũng phải giành lại tư cách đấu thầu về đây cho tôi. Được rồi phu nhân, đi ra. Nếu cậu ấy không tha thứ cho cậu, thì cậu cút khỏi Lâm gia cho tôi. Tiểu Tuyết đâu? Sao tôi không thấy cô ấy? Tiểu Tuyết, còn không phải thay cậu đi đổ vỏ sao? Tìm Đinh Luật bàn chuyện hợp tác rồi. Sao bà có thể để cô ấy đi một mình chứ? Bà không biết cái tên Đinh Luật đó là một tên biến thái sao? Giám đốc Đinh, bàn chuyện làm ăn ở đây không thích hợp lắm. Thích hợp? Ở đây không thể thích hợp hơn. Tôi có việc, tôi đi trước đây. Cô Lâm, cô không phải muốn dự án của Trương gia sao? Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, thì tôi sẽ đồng ý giao dự án của Trương gia cho cô. Tiểu Tuyết, không sao chứ? Anh dám động vào tôi, Trương gia sẽ không bỏ qua cho anh. Một câu nói của Trương gia cũng có thể hạ gục được Lâm gia. Anh nên cảm thấy may mắn, vì anh vẫn còn giá trị lợi dụng. Tiểu Tuyết, em không bị dọa sợ đấy chứ? Em không sao. Xem anh lo lắng quá kia. Không ngờ Đinh Luật lại là một kẻ biến thái như vậy. Sao anh lại có thể dễ dàng tha cho anh ta như vậy thế? Nhưng cũng không sao. Cứ nói là em đánh. Nếu không mẹ em, chắc chắn sẽ có ấn tượng xấu hơn về anh. Anh giữ lại mạng quèn của anh ta, đương nhiên là có cách dùng của anh rồi. Anh muốn thông qua lần này, đánh thật mạnh vào mặt của Kim gia. Nhưng dự án này đã giao cho Kim gia rồi. Làm thế nào để đánh vào mặt họ chứ? Kim gia không lấy được dự án. Tiểu Tuyết, em về đừng nói việc Đinh Luật bị đánh. Em quay về nói với mẹ em, tham dự cuộc đấu thầu bình thường. Trương Ngọc Hân, dự án trong tay Đinh Luật là chuyện gì vậy? Đó là ý của ba tôi. Nói đây là quà tặng cho anh Dương. Cái gì? Anh Dương ở Kim gia làm bảo vệ cho tập đoàn Kim Hâm, nên ba tôi đã giao dự án đó cho Kim gia. Vừa đúng lúc trước đó, người liên lạc với Kim gia chính là giám đốc Đinh, cho nên để anh ấy lập công chuộc tội. Hiểu lầm rồi. Có một số việc tôi không tiện nhiều lời. Nhân phẩm Kim gia không ổn, dự án này nên được giao cho Lâm gia. Tại sao? Không phải anh Dương đang làm việc ở tập đoàn Kim Hâm sao? Công lao này nên là của anh Dương chứ. Mặc dù tôi làm việc ở Kim gia, nhưng tôi là con rể của Lâm gia. Cô nói dự án này nên giao cho ai? Được rồi, anh Dương, tôi hiểu rồi. Còn nữa, ngày đấu thầu hôm đó, tôi hy vọng cô cũng sẽ đến. Đinh Luật bắt nạt bạn gái của tôi, tôi để cho cậu ta con đường sống. Đến lúc đó, để lại cho Trương gia các cô xử lý. Được rồi anh Dương, anh yên tâm. Đến lúc đó, buổi đấu thầu tôi sẽ đích thân xử lý. Làm bảo vệ ở Kim gia, làm con rể ở Lâm gia. Anh Dương, đây là làm việc theo kiểu gì vậy? Anh Phong, em nói với mẹ em rồi, Lâm gia nhất định có thể lấy được cơ hội đấu thầu. Hôm nay thật sự sẽ không có vấn đề gì đó chứ? Lâm gia không phải đã có cơ hội đấu thầu rồi sao? Anh sẽ để Lâm gia trực tiếp lấy được dự án này. Ôi, Dương Bảo, sao các người lại ở đây? Kim thiếu gia, cậu thật là biết đùa rồi. Hôm nay là buổi đấu thầu của Giang Thành. Lâm gia chúng tôi là người giàu nhất Giang Thành, đương nhiên là phải đến. Dương Bảo, các người thậm chí tư cách tham gia đấu thầu cũng không có, tại sao cứ phải đến góp vui vậy chứ? Cậu nói cái gì? Mẹ, im đi. Dương Bảo, chuyện như này là sao? Tôi không có khoác lác đâu. Tôi sẽ để cho Lâm gia nhận được dự án này. Dương Bảo,
Cậu còn không dám để cho Lâm ra biết chuyện tốt cậu đã làm mà. Vậy thì để giám đốc Đinh đích thân nói đi. Giám đốc Đinh, anh mau xem. Ai tới nè? Dương Bảo, anh đã đánh tôi 2 lần, bây giờ anh vẫn dám đến đây sao? Giám đốc Đinh à, cậu Dương Bảo này, cậu ta không đại diện cho Lâm gia chúng tôi. Lâm gia chúng tôi cũng muốn gắng sức góp phần vào sự phát triển của Giang Thành. Mọi người đang ở đây, ai cũng biết Dương Bảo này là con rể của Lâm gia. Sao nào, anh ta đánh tôi, sao lại không liên quan gì đến Lâm gia của bà chứ? Dương Bảo, lập tức quỳ xuống, xin lỗi giám đốc Đinh mau. Quỳ xuống xin lỗi sao? Đinh Luật, tôi mà quỳ xuống đây, anh sẽ phải mất mạng đấy. Cậu muốn làm gì? Dương Bảo, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu muốn cũng phải quỳ, không muốn cũng phải quỳ. Nếu như quỳ xuống mà xong chuyện, vậy còn cần cảnh sát làm gì? Dương Bảo, cậu đừng có quên, vì sao cánh tay này của tôi lại gãy? Đúng vậy, chỉ quỳ xuống là quá hời rồi. Tôi muốn tát vỡ mồm anh ta hơn. Anh dám? Tiểu Tuyết, em có ý gì? Đi giúp đỡ người ngoài như vậy là có ý gì? Đau quá, bỏ ra, bà làm gì vậy? Dương Bảo, cậu nghĩ hai cái chân què này của cậu có thể bồi thường tổn thất cho Lâm gia chúng tôi sao? Cho dù hôm nay có phải lấy mạng của cậu để đổi, cậu cũng phải chịu, đừng có mà nhiều lời. Anh Tiểu Bảo, anh không sao chứ? Lâm phu nhân, hôm nay là tôi nể mặt của Tiểu Tuyết, không tính toán hơn thua với bà. Nhưng tôi nói cho bà biết, cái dự án này tôi nói cho ai thì cho người đó. Cậu đúng là ăn gan hùm mật gấu, ăn to nói lớn thật. Dương Bảo, trên người của cậu chỉ được mỗi cái miệng cứng sao? Giám đốc Đinh ở đây, anh ấy không được quyết định. Vậy ai là người quyết định? Tôi là người quyết định. Cô Trương, sao cô lại ở đây? Đinh Luật, trước đây ba tôi đã nói với cậu rồi, đối với anh Dương phải tôn trọng 100%. Đã cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội, có vẻ như cậu đã không trân trọng nó. Là người của Kim gia dụ dỗ tôi. Đại tiểu thư, cô cho tôi thêm cơ hội nữa. Anh Dương, tôi xin anh tha cho tôi lần này, hãy tha cho tôi đi mà. Tôi chỉ là một bảo vệ nhỏ bé, tôi đâu có tư cách để tha cho anh. Đinh Luật, từ giờ trở đi cậu bị cách chức, mong cút ra khỏi đây. Cô Trương, cô đang nói gì vậy? Lâm phu nhân, vừa rồi bà đã trách mắng anh Dương phải không? Không, không có, sao có thể chứ? Cậu Dương Bảo đây là con rể ngoan của Lâm gia chúng tôi. Chúng tôi là người một nhà. Người một nhà? Vậy thì tốt. Thưa quý vị, dự án này là một món quà mà Trương gia chúng tôi tặng cho anh Dương. Không cần đấu thầu nữa. Mời mọi người về. Tức điên lên được, còn nhất định phải để cho tên Dương Bảo này không có chỗ chôn. Cậu Dương Bảo này, 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện tốt của Kim gia, lần này nhất định phải lấy được mạng của nó. Xin chào, hai người lại cùng đến tìm tôi, có phải đã tìm được manh mối gì rồi không? Tôi đặc biệt đến đây là để thay mặt vợ tôi xin lỗi anh. Bà ấy không hiểu chuyện, lại nhiều lần nhắm vào anh. Tôi thay mặt phu nhân thật lòng xin lỗi. Nào, ngồi đi. Bỏ đi, không cần quan tâm đến. Dù sao bà ấy cũng là mẹ của Tiểu Tuyết, sao tôi có thể so đo với bà ấy? Trong quá trình điều tra vừa qua, về cơ bản có thể xác định chuyện rò rỉ thông tin là do Kim gia làm. Kim gia sao? Đúng vậy. Mấy năm nay, Kim gia luôn ghen tị với địa vị của Lâm gia ở Giang Thành, đã rất nhiều lần thuê sát thủ ám sát tôi và con gái. Đúng vậy, còn có bằng chứng cho thấy Kim gia từng lên chợ đen tìm mua thông tin hành động của đội chúng ta. Mặc dù chưa điều tra ra lần gần nhất họ bán thông tin cho ai, nhưng tôi đã tìm ra hắn và ông trùm lính đánh thuê nước Địch vẫn luôn giữ mối quan hệ làm ăn tốt. Chính nhờ như thế Kim gia mới phát triển nhanh chóng như vậy. Vì vậy chúng tôi có lý do để tin rằng đây là do Kim gia làm. Kim gia, bọn họ thông đồng với nước ngoài, có phải đã chán sống rồi không? Hay là bây giờ tôi sẽ cho người đi xử lý bọn họ? Không được, cứ đợi thêm đã. Bây giờ trong tay chúng ta không có đủ bằng chứng, rất dễ bị nắm thóp. Như vậy đi, hai người theo dõi chặt chẽ Kim gia cho tôi. Nếu họ hành động một lần nữa, báo cáo cho tôi ngay lập tức. Tuân lệnh.
Tôi đang làm việc rất tốt. Sao lại phải nghỉ việc? Anh đã làm gãy một cánh tay của Kim Hồ, cướp dự án quan trọng của Kim gia. Bọn họ không sa thải anh thì cũng chỉ để lợi dụng thân phận nhân viên của anh để đối phó anh. Tôi nghe Châu Văn nói, họ chỉ muốn lấy mạng của anh thôi. Đánh hoài nhưng vẫn thua, thua hoài nhưng vẫn đánh. Khâm phục, thật sự khâm phục. Bây giờ đã là khi nào rồi, anh còn đùa được sao? Mau đi làm thủ tục nghỉ việc đi. Đường Tổng, cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng cô tin tôi đi, tôi không sao, tôi thật không hiểu. Anh đã có mối quan hệ với Lâm gia rồi, anh vẫn muốn ở đây làm một bảo vệ nhỏ bé sao? Làm gì vậy? Mặt mày nhăn nhó thế. Anh qua đây, em nói với anh. Mặc dù anh đã nhận được dự án Giang Thành của Trương gia, nhưng mà mẹ em vẫn không thích thân phận của anh lắm. Hôm nay mẹ đã nói, bà ấy muốn một bức tượng Phật đang được bán đấu giá. Em nghĩ mình mua nó về, sau đó để anh tặng cho mẹ. Như vậy, bà ấy sẽ thay đổi suy nghĩ về anh. Được thôi, nhưng em làm gì có nhiều tiền như vậy? Em có tiền để dành riêng. Em còn có tiền riêng sao? Đến lúc đó, anh với em, mình cùng đi nha. Được. Không được. Hay là anh đừng đi nữa. Sao em lại lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy? Em nhớ ra hôm đấu giá đó là do Trương gia tổ chức. Đại tiểu thư Trương gia chắc chắn cũng sẽ đi. Trương gia tổ chức buổi đấu giá, vậy thì anh phải đi. Ý của anh là sao? Em nói cho anh biết, nếu anh dám thay lòng đổi dạ, em sẽ cắn anh đó. Đừng mà, như cún con vậy. Vậy em hỏi anh, tại sao Trương gia tổ chức buổi đấu giá đó thì anh nhất định phải đi hả? Bởi vì Trương gia muốn nhanh chóng trả ơn cho anh. Trương gia trả ơn cho anh. Giờ anh chỉ là một nhân viên bảo vệ, có gì mà trả ơn chứ. Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ mua được rồi tặng cho mẹ. Được. Cảm ơn em. Cảm ơn. Ba, việc ba bảo con đi làm, con đã làm xong rồi. Tốt lắm. Ba quá mệt để đối phó với Lâm gia rồi. Ba muốn bọn họ phải mất mạng hết trong buổi đấu giá. Đây không phải là nhị tiểu thư của Lâm gia sao? Không biết Lâm gia lại nhìn trúng món gì tốt rồi. Lâm gia vốn dĩ là gia tộc giàu có nhất Giang Thành này, lại nhận được dự án của Trương gia. Vậy không phải là mấy món đồ ở đây, muốn mua cái gì thì mua cái đó sao? Anh Tiểu Bảo, em đã sớm nói với anh rồi mà, bọn họ không dám tranh đồ với chúng ta đâu. Hôm nay bức tượng Phật bằng đồng quý giá này, em nhất định sẽ tranh về bằng được. Đây không phải là Lâm đại thiếu gia và Lâm phu nhân đây sao? Mẹ, anh trai, sao hai người cũng đến vậy? Tiểu Tuyết à, đừng nói là em nghĩ rằng mẹ thật sự sẽ vì muốn chấp nhận cái tên ăn xin này nên mới nói với em muốn tượng Phật bằng đồng ở đây đó chứ. Mẹ nói cho em biết, chỉ vì muốn để em đưa cậu ta đến xem khoảng cách giữa cậu ta với Lâm gia của chúng ta. Còn em nữa đó, nếu em không còn hào quang của Lâm gia, em còn có thể sống cuộc sống đại tiểu thư được nữa không? Xem ra món đồ lần này tất cả đều rơi vào túi của Lâm đại thiếu gia rồi. Dương Bảo, hôm nay cậu chống mắt lên nhìn cho kỹ. Đuôi của Lâm gia chúng tôi tuy rằng to thật, nhưng không phải cậu muốn ôm thì có thể ôm đâu. Bà Lâm, tôi nói thật với bà, hôm nay chỉ cần có tôi ở đây thì tôi sẽ khiến cho bà ngay cả một tách trà cũng không lấy đi được. Dương Bảo à, khẩu khí cậu lớn thật đó. Với mức lương 3.000 tệ một tháng của cậu mà còn muốn bao trọn nữa à? Nằm mơ đi. Lâm thiếu gia à, anh Dương nói không sai đâu. Tất cả các tách trà của buổi đấu giá ngày hôm nay đã được anh Dương đây mua cả rồi. Sao cơ? Anh làm cái gì vậy? Chúng ta phải dùng tiền một cách hiệu quả nhất chứ. Sao anh lại mua chọn mấy tách trà ở đây chứ? Dương Bảo à, cậu đừng cho rằng cái gì cũng để Tiểu Tuyết chi trả. Tôi nói cho cậu biết, tôi mới là con trai cả của Lâm gia. Vừa nãy tôi đã nói rồi mà, hôm nay anh ở đây, tôi sẽ khiến anh ngay cả một tách trà cũng không mua được. Sản phẩm đầu tiên được bán đấu giá là vòng ngọc càn khôn. $30 triệu. Dương Bảo á, thứ ông đây có chính là tiền. Tôi xem cậu lấy cái gì để đấu với tôi. 100 triệu. Nói thế nào thì cô Lâm cũng là phận nữ nhi. Đồ của Lâm gia sau này còn không phải đều trao cho Lâm đại thiếu gia sao? Anh ta hô 100 triệu. Nếu Lâm gia không chịu nhả ra, chắc chắn anh ta không có khả năng trả số tiền này. Chúng ta lấy đâu ra số tiền này chứ? Còn phải để tiền mua tượng Phật bằng đồng mà. Cái vòng ngọc càn khôn này anh rất thích.
100 triệu, không đắt đâu. Bình thường không nhìn ra anh lại tiêu tiền hoang phí như vậy đấy. Cái đó, anh Tiểu bảo anh ấy vừa rồi quá bốc đồng. Không phải anh thích chiếc vòng này sao? Anh cứ thoải mái trả giá đi. Tiểu Tuyết ơi là Tiểu Tuyết, em đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Làm sao anh có thể dọn dẹp đống lộn xộn này cho cậu ta chứ? Anh trái lại muốn xem sao cậu ta có thể lấy ra 100 triệu này đây. Anh Tiểu bảo à, anh bốc đồng quá rồi. Toang rồi, còn tượng Phật bằng đồng này thì sao đây? Cố gắng giữ thể diện làm gì vậy? Anh có hiểu được nỗi khổ tâm của em không vậy hả? Anh vốn dĩ không hề từ bỏ tượng Phật bằng đồng mà. Chẳng qua chỉ là mua thêm một món mà thôi. Thậm chí tiền để trả cho chiếc vòng càn khôn này cậu còn không lấy ra được, mà còn tượng Phật bằng đồng nữa chứ. Nằm mơ đi. Yên tâm đi, tất cả các mặt hàng đấu giá ngày hôm nay tôi sẽ khiến cho mấy người không lấy được món nào hết. Tiểu Tuyết à, anh ra ngoài một lát. Em yên tâm, hôm nay anh nhất định sẽ lấy được bức tượng Phật bằng đồng. Anh ra ngoài bình tĩnh một chút cũng tốt. Nói chuyện ngông cuồng như vậy thì ra là cuộn đuôi chạy mất rồi. Anh Dương à, nếu anh nói với tôi là anh đã nhìn trúng món trong buổi đấu giá thì tôi đã trực tiếp gọi người đưa thẳng về nhà cho anh rồi. Hôm nay chỉ cần anh mở miệng, bất cứ thứ gì ở đây tôi cũng sẽ tặng cho anh hết. Hôm nay tôi đến đây là để nói cho ông biết, tôi muốn ghế ngồi chỉ định. Ghế ngồi chỉ định, cái này có nghĩa là gì? Tiểu Hân à, con mới vừa về nước nên con còn chưa biết quy tắc của giới đấu giá ở Long Quốc. Ai ngồi ở vị trí ghế ngồi chỉ định này thì có nghĩa là giá cả của món đồ này nhất định phải do người tổ chức đấu giá tùy ý ra giá, dù giá cả có như thế nào đi chăng nữa. Như vậy thì người ngồi ghế chỉ định này không phải là sẽ phá sản hay sao? Long Quốc này đã từ rất lâu không có người ngồi ghế chỉ định rồi. Anh Dương à, anh yên tâm, anh cứ đi ngồi ghế chỉ định đi. Tượng Phật bằng đồng sẽ là món quà tôi tặng anh hôm nay. Nào, cạn ly. Đừng tìm nữa, tên ăn mày đó chắc chắn đã chạy mất xác rồi. Với bộ dạng đó của cậu ta thì lấy 100 triệu ở đâu ra chứ? Tôi xin tuyên bố tại đây, Lâm gia chúng tôi sẽ không cho cậu ta một xu nào cả. Sản phẩm tiếp theo của buổi đấu giá mới là điểm nhấn, tượng Phật bằng đồng. Tôi ra giá 30 triệu. Thật ngại quá, thưa anh, tôi vừa nhận được tin tượng Phật bằng đồng đã có người đặt ghế chỉ định rồi. Người nào dám ngồi vào ghế chỉ định vậy? Ở Giang Thành đã mười mấy năm rồi không có ai ngồi ghế chỉ định cả. Anh Tiểu bảo anh làm gì vậy? Không sao, anh đã nói rồi, hôm nay tượng Phật bằng đồng chắc chắn sẽ là của anh. Tên ăn mày cậu chán sống rồi à? Cậu có biết đây là vị trí gì hay không hả? Đây là ghế ngồi chỉ định đó. Ngay cả một cuộc đấu giá thông thường, tệ nhất cũng chỉ là không bán được. Trong vòng 2 năm không được tham gia vào buổi đấu giá nào. Nếu cậu muốn ngồi ở vị trí chỉ định này, nếu không trả tiền thì sẽ phải trả giá bằng cái đầu đó. Sao anh dám chắc là tôi không trả nổi tiền của ghế chỉ định chứ? Anh Tiểu bảo anh mau xuống đây đi. Với cái bộ dạng nghèo hèn của cậu, làm sao có thể lấy ra 100 triệu? Dù cho cậu có làm việc cả 10 đời cũng không thể làm ra được số tiền này. Các vị à, Lâm gia tôi xin tuyên bố, bất kể Dương Bảo có làm ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến Lâm gia chúng tôi. Lâm gia cũng sẽ không chi ra một xu nào cho cậu ta cả. Không cần đâu. Người chủ trì, mời ra giá. Đây không phải là đại tiểu thư của Trương gia giàu nhất đất Thượng Kinh sao? Sao cô ta lại đến đây? Tôi chính là người chủ trì của ngày hôm nay. Bây giờ tôi tuyên bố giá đấu giá cuối cùng của sản phẩm này. Cao một chút đi. 1 tỷ đi. 10 tỷ cũng được. 100 tỷ càng tốt. Không tệ. Cái gì? Không tệ. Không tệ. Cô làm thế chẳng khác nào đem đồ quý giá như vậy tặng cho thằng nhóc này một cách vô nghĩa. Bà nói không sai. Nhưng anh Dương đã cứu mạng ba tôi, chúng tôi tặng anh ấy chút quà nhỏ thì đáng gì chứ? Được rồi, vậy buổi đấu giá kết thúc ở đây đi. Giải tán đi. Tốt quá rồi. Bà Lâm, đây là bức tượng Phật bằng đồng tôi và Tiểu Tuyết tặng bà. Bà hài lòng chứ? Hài lòng, mãn nguyện, cũng khá vừa ý. Dương Bảo của chúng ta không hổ là con rể của nhà họ Lâm mà. Đại Vũ à, đấu giá hôm nay xong cả rồi, một cái anh cũng không giành được.
Thật ngại quá đi mất. Không sao, mọi người đều là người một nhà cả. Buổi đấu giá kết thúc rồi, không còn chuyện gì nữa. Tôi đi trước nhé. Khoan đã, các người hôm nay ai cũng đừng hòng được đi. Kim Hào, các người muốn gì đây hả? Bà Lâm, Lâm gia các người ở cái Giang Thành này lúc nào cũng chèn ép nhà họ Kim chúng tôi. Còn cái tên ngang ngược Dương Bảo này dám đánh gãy tay của con trai tôi, bà nghĩ xem tôi có thể bỏ qua cho các người được không hả? Kim Hồ, đây là có chơi có chịu, tự làm tự chịu. Cậu im đi, còn dám giả mồm sao? Nếu không phải do cậu, tay của ông đây sao có thể ra nông nổi này được? Dương Bảo, cậu thông đồng với tên Lâm Cường chèn ép Kim gia chúng tôi, hôm nay đến lúc tính sổ với các người rồi. Vào đây. Kim Hồ, Kim Hào, các người điên rồi đấy à? Im miệng đi Tiểu Tuyết. Tên Dương Bảo đáng ghét, đều tại cậu. Hạ nhà chúng tôi phải gánh tội chung với cậu. Lâm Đại Vũ, anh không phân phải trái gì cả. Lâm Tiểu Tuyết, em câm miệng lại đi. Đều do em nhìn chúng, đồ ăn hại này mà ra. Không thấy họ đều cầm súng sao hả? Em chán sống rồi. Nhà này không thèm quan tâm em đâu, nhưng em cũng không thể kéo cả anh và mẹ theo vậy chứ. Lâm thiếu gia, anh vẫn không biết gì sao? Hội thập điện Diêm La, người ám sát anh là tôi sắp xếp đấy. Anh nói gì cơ? Kim Hồ, anh muốn hại tôi sao? Muốn trách thì trách anh ngu ngốc. Anh và bọn họ hôm nay đều phải mất mạng ở đây cả thôi. Kim Hồ, hai cha con Kim ra các người hôm nay mang theo nhiều lính đánh thuê ngoại quốc như vậy đến Long Quốc gây rối, tôi e là hôm nay hai người không sống nổi nữa đâu. Trời đất ơi, tôi lại sợ quá cơ. Bắn đi. Chuyện gì thế này? Bạch Lý tướng quân, sao cô ấy lại đến đây? Xin lỗi Lưỡi Đao đại nhân, chúng tôi đến muộn. Cái gì? Cậu ta là chiến thần Lưỡi Đao sao? Tiểu Tuyết, em biết cậu ta là chiến thần à? Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. Ba, con không nghe nhầm đấy chứ? Họ vừa mới gọi tên rác rưởi đó là chiến thần Lưỡi Đao. Anh không nghe nhầm đâu, anh ấy chính là chiến thần Lưỡi Đao. Dương Bảo thật sự bị các người tiết lộ hành tung, hại cho mất mạng rồi. Tiểu Mỹ, sao em lại ở bên phía bọn họ vậy hả? Được lắm, con đàn bà xấu xa dám bán đứng tôi. Tôi không có bản lĩnh lớn đến thế đâu. Tôi chỉ cung cấp chút manh mối cho Bạch Lý tướng quân thôi. Bằng chứng phản quốc của các người đều do chiến thần Lưỡi Đao điều tra ra đấy. Tôi sai rồi, ông lại đưa thông tin quân ta cho quân địch, gây ra thương vong nặng nề cho quân ta. Ông còn nhiều lần thuê lính đánh thuê ngoại quốc đến Long Quốc của tôi, tàn sát người vô tội. Ông biết tội chưa? Kim Hào, Kim Hồ, các người không mở tới chứ gì. Chiến thần đại nhân của chúng tôi đã sớm nhìn thấu gian kế của ông rồi. Cho nên hôm nay, hai ba con các người xuống mổ là cái chắc. Đưa đi, ba ngày sau hành hình. Đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha cho tôi, thả tôi ra đi. Thật không ngờ tới anh lại là chiến thần Lưỡi Đao. Tôi luôn nói rõ mình là ai, chỉ là các người không ai tin cả thôi. Anh nói mà không biết ngượng hả? Lúc đám lính đánh thuê vừa rồi cầm súng chỉa về phía anh biết em lo cho anh thế nào không? Nếu anh nói ra, anh trai và mẹ em biết được số lượng quân của anh lên đến hơn 1 tỷ, anh sợ bọn họ sẽ âm thầm đến lấy mạng anh. Sao có thể được chứ? Sau khi biết anh là chiến thần Lưỡi Đao rồi, mẹ và anh trai em đều sợ phát khiếp lên đấy. Bây giờ mỗi ngày đều nóng lòng muốn quỳ lại anh, chiến thần đại nhân của tôi đã. Vậy tiếp theo anh có kế hoạch gì chưa thế? Không ở đây tiếp tục làm bảo vệ nữa đấy chứ? Tôi mới đi được nửa năm, lính đánh thuê đã dám xông vào tận cửa rồi. Tiếp đây tôi phải khiến cho họ thấy vùng biên giới của Long Quốc chính là cơn ác mộng của họ. Anh Tiểu Bảo, em thấy chuyện quan trọng nhất của anh bây giờ chính là tính chuyện cưới xin với em trước đi đã. Cô nhi viện Giang Thành, lại đây nào.